Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 ở Hưng Yên được công bố khỏi bệnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Hiệu quả thực hiện nghị quyết 277 tại huyện Yên Mỹ. Công an Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân. Một số đơn vị doanh nghiệp người lao động vẫn còn lơ là trong công tác đảm bảo an toàn lao động. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trực tuyến lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Dự lễ phát động tại đầu cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thời gian qua, các tập thể cá nhân trên cả nước ủng hộ trên 2.400 tỷ đồng để chống dịch. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể các cơ quan tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, huy động tập trung chủ yếu cho đóng góp vào quỹ vaccine phòng COVID-19, máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Các tổ chức cá nhân có thể đóng góp bằng tiền, trang thiết bị hoặc các sản phẩm thiết yếu tại lễ phát động. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận hơn 600 tỷ từ các tập thể cá nhân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trong sáng nay cũng tiếp nhận gần 300 triệu đồng từ các ngân hàng Vietcombank số tiền 100 triệu đồng, Agribank 100 triệu đồng, Viettinbank 30 triệu đồng và các đơn vị Điện lực Hưng Yên 20 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 10 triệu đồng cùng các đại biểu tham dự lễ phát động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu các cơ quan, xí nghiệp, đặc biệt là các khu công nghiệp cần gương mẫu và nghiêm túc thực hiện đúng các chỉ đạo về công tác phòng chống dịch, cần áp dụng ngay các phần mềm khai báo y tế. Đồng thời phải huy động được mọi nguồn lực để đảm bảo tuyến đầu chống dịch có đầy đủ điều kiện cần thiết trước diễn biến số ca nhiễm mới ở nhiều địa phương lân cận tăng mạnh. Chiều ngày 26 tháng 5 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank tổ chức hội nghị trực tuyến tài trợ kinh phí mua vaccine phòng dịch COVID-19 cho 10 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trong đợt tài trợ kinh phí mua vaccine phòng dịch COVID-19 lần này, Vietcombank hỗ trợ 38 tỷ đồng cho 10 tỉnh thành, trong đó hỗ trợ tỉnh Hưng Yên 3 tỷ đồng để mua vaccine phòng dịch COVID-19. Phát biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Vietcombank, đặc biệt là Vietcombank chi nhánh Hưng Yên trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong thời gian qua. Việc Vietcombank hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 là hết sức cần thiết trong thời điểm này. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành phối hợp với Vietcombank hoàn tất các thủ tục tiếp nhận ủng hộ và sử dụng hiệu quả đúng mục đích, nguồn tài trợ. Trong thời gian tới, Vietcombank chi nhánh Hưng Yên tiếp tục quan tâm tới các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chiều ngày 26 tháng 5, Công đoàn các khu công nghiệp và Liên đoàn Lao động thị xã Mỹ Hào kêu gọi tài trợ các công nhân đang cách ly tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tập thể cá nhân. Trong đó, công đoàn và công ty trách nhiệm hữu hạn Takagi Việt Nam ủng hộ 3 tấn gạo và 7.500 chiếc khẩu trang y tế. Công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Linea Aqua Việt Nam trao tặng 4.000 quả trứng gà. Công ty cổ phần Modelet Kingdo Việt Nam ủng hộ bánh sữa cùng nhiều tập thể cá nhân cũng đã ủng hộ gạo, vật phẩm khác tới gần 500 công nhân đang được cách ly tại khu dân cư Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa và Đào Tu, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Hưng Yên đã qua 4 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng vừa thông báo có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 ở Hưng Yên khỏi bệnh, xuất viện về cách ly tại nhà theo quy định.
Bệnh nhân thứ nhất có mã số 3123 ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, huyện Khói Châu, là chồng của bệnh nhân 3122, đã được xuất viện ngày 23 tháng 5. Bệnh nhân thứ hai có mã số 3260 ở thôn Tiên Xá 1, xã Cầm Xá, thị xã Mỹ Hào, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 3063 và 3065, đã được xuất viện ngày 22 tháng 5. Các bệnh nhân xuất viện về nơi cư trú tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định. Như vậy, đến nay trong số 36 ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng ở Hưng Yên có 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong đó, thị xã Mỹ Hào có 3 bệnh nhân, huyện Khoái Châu 2 bệnh nhân, huyện Phù Cừ 2 bệnh nhân. Còn 29 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, gồm 12 bệnh nhân ở thị xã Mỹ Hào và 17 bệnh nhân ở huyện Khoái Châu. Thị xã Mỹ Hào cũng vừa ra quyết định kết thúc cách ly tập trung đối với 65 trường hợp F1 sau 21 ngày cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính từ 3 lần trở lên. Toàn tỉnh hiện còn gần 10.000 người cách ly phòng chống dịch, xét nghiệm được 52.000 mẫu. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Hưng Yên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7. Năm nay các địa phương tiếp tục chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức kỳ thi. Khâu tổ chức thi phải đảm bảo mục tiêu kép, kỳ thi diễn ra khách quan, công bằng, đúng quy chế, phản ánh đúng năng lực học sinh và an toàn dịch. Trong đó chú trọng phân loại thí sinh theo các mức độ nguy cơ lây nhiễm để bố trí điểm thi, phòng thi, cán bộ làm nhiệm vụ thi phù hợp, đảm bảo an toàn. Ngay sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông cấp tỉnh. Năm nay, toàn tỉnh có hơn 14.200 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 2.000 thí sinh so với năm 2020. Ban chỉ đạo đã bố trí 610 phòng thi tại 31 điểm thi chính thức và 62 điểm thi dự phòng. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai đúng quy chế và đảm bảo tiến độ đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các nhà trường tiếp tục triển khai ôn tập kiến thức cho học sinh, phối hợp với cơ quan truyền thông, tuyên truyền để học sinh, phụ huynh ổn định tâm lý, không hoang mang, lo lắng. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các ngành liên quan thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống gian lận thi cử, đảm bảo hệ thống camera giám sát lưu trữ đề thi, bài thi hoạt động trong mọi tình huống, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như quạt mát, ánh sáng, nước uống và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành y tế tổ chức xét nghiệm COVID-19 và ưu tiên tiêm vaccine cho các cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi, tiếp tục tập huấn hướng dẫn về công tác phòng dịch. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, đồng thời bảo đảm hoạt động ngân hàng trên địa bàn diễn ra an toàn thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách yên tâm sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã lắp đặt tấm kính chống giọt bắn tại bàn giao dịch các xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Đến thời điểm này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân trên 300 tỷ đồng các chương trình tín dụng cho trên 8.000 lượt hộ vay vốn. Hưởng ứng ngày không tiền mặt nhằm tiếp tục đẩy mạnh thanh toán theo chủ trương chính phủ, sẽ miễn phí 100% phí dịch vụ chuyển tiền theo biểu phí dịch vụ tại hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua tài khoản mở tại Ngân hàng Chính sách Xã hội từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến hết năm 2021. Sau gần một năm thực hiện nghị quyết số 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Yên Mỹ đang là một trong những địa phương tiêu biểu trong công tác tinh giản sắp xếp lại cán bộ không chuyên trách ca cấp. Trước đây, công việc chung tại thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long do 9 cán bộ đảm nhiệm. Nhưng sau khi thực hiện nghị quyết 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, số lượng cán bộ không chuyên trách giảm gần một nửa. 5 người thực hiện lượng công việc của 9 người nhưng không xảy ra tình trạng quá tải, dồn ứ công việc. Thì ngày xưa thì chúng tôi sau khi mà bí thư về, mùng 3 thì bí thư cho ban về thì lại phải hội ý cấp ủy mùng 4, mùng 5 lại họp chi bộ, xong lại đến khoảng mùng 6, mùng 7 thì lại mới họp cái ban quân dân chính, xong ban quân chính lại triển khai cho các cái tổ chức xong lại phải cũng phải mất khoảng độ 10 ngày sau khi mới thực hiện được. Nhưng bây giờ chúng tôi chỉ sau khi là chúng tôi giao ban về cho hội ý cấp ủy xong họp chi bộ là chúng tôi làm luôn.
Việc tinh giản sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chỉ giảm bớt sự cồng kềnh của bộ máy mà còn tăng thêm mức phụ cấp giúp cán bộ yên tâm công tác, nhưng để thực hiện lại không dễ dàng. Bởi đòi hỏi người hoạt động không chuyên trách phải nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm và có uy tín trong nhân dân. Để thực hiện được cái nghị quyết 277 này ấy, thì chúng tôi cũng phải một mặt là về đảng ủy là phải có những cái buổi họp để tuyên truyền, để thuyết phục tất cả các cái chức danh mà bị giảm biên chế để cho người ta hiểu được rằng đây là một cái chủ trương để giảm con người, để tăng hiệu quả công việc. Có những cái chức danh mà người ta đủ cái thời gian công tác thì như công an viên đấy, đủ 15 năm trở lên thì chúng tôi sẽ đề nghị trên giải quyết chế độ. Thế còn có những đồng chí được ít thì cũng sẽ có cái chế độ là giải quyết một lần đấy, cho theo quy định của tỉnh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sau một năm thực hiện, số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã của huyện Yên Mỹ giảm 58 người, cấp thôn giảm 692 người, nổi bật như ở các xã Minh Châu, Thanh Long, Nghĩa Hiệp, Yên Phú, Ngọc Long. Người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở đang có xu hướng trẻ hóa, có trình độ cao hơn. Từ một vị trí, một nhiệm vụ trở thành bây giờ là hai nhiệm vụ, ba nhiệm vụ. Mỗi đồng chí bố trí hoàn thành cái nhiệm vụ chức trách được giao, mặc dù công việc có nặng nề nhưng tinh thần các đồng chí làm việc rất hăng say, rất phấn khởi. Cho nên là chất lượng công việc đến cuối cùng thì đạt hiệu quả. Tinh giản người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo nghị quyết 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là tất yếu nhằm hướng tới một hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, còn hơn một tháng nữa là kết thúc đợt cao điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân. Đây là khoảng thời gian nước rút để lực lượng công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm đạt kết quả cao nhất, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác phòng chống dịch. Đây là lần thứ 3 trong vòng 2 tháng qua, tổ cấp thẻ căn cước lưu động của huyện Văn Giang di chuyển đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cửu Cao làm nhiệm vụ tiếp nhận, làm thủ tục cấp căn cước gắn chip cho người dân. Vì vậy, lượng người đến đăng ký không còn nhiều. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ vẫn bận rộn cả ngày. Trung bình với một tổ cố định và tổ cơ động, thời điểm này trên địa bàn huyện vẫn tiếp nhận khoảng trên 500 hồ sơ mỗi ngày. Đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận cấp được gần 80.000 trên tổng số 90.000 công dân trong độ tuổi, đạt khoảng 80%. Phối hợp với trưởng thôn, bí thư chi bộ, rà soát từng hộ gia đình mà chưa làm căn cước, thôn nào mà còn đông người dân mà chưa làm căn cước ấy, thì chúng tôi sẽ quyết tâm đưa máy lưu động xuống tận nơi để phục vụ nhân dân một cách thuận tiện nhất, cố gắng hoàn thành một cái chỉ đúng tiến độ của cái dự án đề ra. Cũng giống như Văn Giang, ngay sau ngày bầu cử, các tổ cấp thẻ căn cước lưu động công an các địa phương đều đã tiếp tục di chuyển xuống cơ sở xã phường thực hiện nhiệm vụ cấp thẻ căn cước gắn chip cho công dân. Với các tổ cấp căn cước công an thành phố Hưng Yên, thậm chí một ngày còn di chuyển vài địa điểm, khi cần còn di chuyển cả tổ cố định xuống cơ sở để phục vụ nhân dân. Trong thời gian tới, các tổ lưu động của công an thành phố sẽ triển khai cấp căn cước lưu động đến tất cả các phường xã với phương châm cao nhất là hết việc chứ không hết giờ, lịch làm sẽ không ấn định, tức là bao giờ hết dân của phường xã đấy mới thôi. Công dân khi đến làm cấp căn cước công dân đảm bảo yêu cầu về 5K về phòng chống dịch. Thời điểm này, toàn tỉnh đã tiếp nhận cấp được trên 600.000 hồ sơ thẻ căn cước, đạt trên 70% số công dân trong độ tuổi. Ngoại trừ 3 địa phương là thị xã Mỹ Hào, huyện Khói Châu, huyện Phù Cử, tỷ lệ đạt thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong thời gian qua, còn lại đều đạt trên 80% và quyết tâm hoàn thành trong khung đợt cao điểm. Đối với chỉ các đơn vị mà triển khai có dịch, hết dịch thì tiếp tục thực hiện vừa cố định vừa lưu động, theo đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. Còn lại các đơn vị khác thì vẫn triển khai duy trì và vận động nhân dân tiếp tục tham gia để đảm bảo cái chỉ tiêu mà lãnh đạo bộ và giám đốc đã ra. Đợt cao điểm kết thúc trước ngày 1 tháng 7 và để hoàn thành chỉ tiêu cùng với sự tích cực của cơ quan chức năng, rất cần có sự hợp tác từ phía công dân trong độ tuổi. Công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho người lao động mà còn tăng năng suất, chất lượng trong sản xuất của mỗi doanh nghiệp. Mặc dù vậy thì công tác này vẫn chưa được một số đơn vị người lao động quan tâm đúng mức, nên tai nạn lao động vẫn còn xảy ra. Chỉ tính riêng trong tháng 5 này, tháng an toàn vệ sinh lao động, toàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm chết 2 người. Cách đây 20 ngày, trong lúc đang làm việc cùng nhóm thợ xây dựng nhà ở cho một hộ gia đình,
Ông Huấn, 57 tuổi, ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, không may bị tấm bê tông đổ sập vào đầu, dẫn đến tử vong. Gia đình ông cho biết làm thợ xây hơn 30 năm, nhưng là nghề tự do nên ông Huấn không tham gia bảo hiểm, không được trang bị kiến thức về an toàn lao động. Khi tai nạn xảy ra, chủ nhà và nhà thầu chỉ hỗ trợ cho gia đình mấy chục triệu đồng để mai táng. Chúng tôi đi làm tư nhân này thì làm chả có ai trang bị cái gì hết. Bảo hiểm gì tới không có, xã hội không có. Không may thì mình mất là mình người thì mình thiệt thôi. Gần đây nhất vào ngày 19 tháng 5, tại xưởng thép của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thép Nam Phát, thị xã Mỹ Hào cũng đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm một công nhân tử vong. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 130 doanh nghiệp báo cáo đã xảy ra 23 vụ tai nạn lao động, làm 5 người chết và 18 người bị thương. Tuy nhiên, thực tế, con số này ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh còn lớn hơn rất nhiều. Năm 2020, chúng tôi đã cấp cứu xử lý hơn 300 bệnh nhân tai nạn lao động, có thể là 309 bệnh nhân bị tai nạn lao động. Từ đầu năm 2021 đến nay, thì chúng tôi đã cấp cứu và xử lý hơn 100 bệnh nhân tai nạn lao động. Nguyên nhân thì rất đa dạng, với những công ty mà người ta sản xuất các cái vật liệu cứng thì cái như chẳng hạn nhôm kính và sắt thép thì cái tai nạn chính của họ đó là những vấn đề là bị vật sắc nó cắt vào các phần của cơ thể. Với những công ty mà chẳng hạn như công ty may mặc thì cái tai nạn hay gặp của công nhân đó là kim đâm vào, hoặc một số công ty mà sản xuất hóa chất đối lớp đồ nhựa thì cái tai nạn của họ thường gặp đó là bị bỏng hơi, bỏng lõng một nửa. Tai nạn lao động xảy ra không chỉ gây thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp chủ sử dụng lao động, mà còn làm người lao động bị mất sức khỏe, thậm chí cả tính mạng bản thân. Chính vì vậy, để không phải khắc phục hậu quả, thì chủ sử dụng lao động và người lao động cần quan tâm hơn đến những lợi ích của mình và chủ động trang bị những kiến thức cơ bản về an toàn lao động. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước, công đoàn ở đơn vị cần phát huy vai trò của mình trong việc phối hợp với chủ sử dụng lao động, doanh nghiệp để bảo vệ lợi ích cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, thả diều là thú vui giải trí thu hút nhiều người tham gia, nhất là vào thời gian nghỉ hè khi các em học sinh được nghỉ học. Tuy nhiên, do không thận trọng thả diều dưới hành lang lưới điện đã gây nên sự cố lưới điện, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng con người. Cánh đồng thôn Minh Hải và thôn Hồng Thái thuộc xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm có đường dây trung thế chạy qua. Chỉ với chiều dài khoảng 1 km nhưng có tới gần chục điểm diều vướng vào dây điện đã được ngành điện xử lý đốt. Chỉ tính trong tháng 4 và tháng 5 năm nay, trên địa bàn huyện Văn Lâm đã xảy ra 6 vụ sự cố lưới điện trung thế và cao thế do thả diều gây nên, tăng 4 vụ so với năm 2020. Sự cố trên đã gây mất điện và ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp. Hiện tại, Điện lực Văn Lâm đã lắp đặt trên 20 biển cảnh báo tại các địa điểm có nguy cơ cao để khắc phục tình trạng trên. Thả diều gây sự cố lưới điện còn xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh như huyện Quái Châu, Yên Mỹ, huyện Phù Cử. Để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc, người dân không thả diều gần đường dây điện, trạm điện và những nơi có lưới điện đi qua. Ngày 27 tháng 5, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã di rời thành công hai quả bom dài trên 2 mét, đường kính 35cm, loại 500 bảng Anh, nặng khoảng 230kg, là loại bom phá MK82 của đế quốc Mỹ ném xuống thời kỳ chiến tranh tại khu vực bến sông thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ. Trước đó, trong quá trình di chuyển tàu thuyền, nhân dân phát hiện có vật dưới lòng sông, lặn xuống phát hiện là bom nên đã báo cáo với chính quyền địa phương. Ban chỉ huy quân sự xã Hải Triều đã khoanh vùng, tổ chức canh gác, cảnh báo tàu thuyền không đi qua khu vực có bom. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng phương án cùng hệ thống máy móc trang bị hiện đại, tổ chức trục vớt. Bằng những biện pháp nghiệp vụ và kỹ năng, cán bộ chiến sĩ lực lượng công binh đã di rời thành công về khu vực trường bắn bảo đảm an toàn.